Xin chào bạn, sau một ngày đi gọi là chém gió review về Excel phiên bản Việt thì bây giờ mình đang trên đường quay về với Hà Nội phố. Vâng, trong một chiều đông cũng hơi se lạnh, cũng thật nhiều cảm xúc. Trên một cái quãng đường mấy chục km cũng phải mất từng 30 phút thì mình cũng xin chia sẻ với anh em một cái chủ đề gọi là tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, từ bạn. Tại sao chúng ta lại nói về vấn đề này với một mẫu xe như Excel đây chẳng hạn. Giả dụ chúng ta có một cái phong cách lái tiết kiệm được 1 lít đi. 1 lít thôi ạ. Trên 100 km. Ví dụ vậy. Thế thì đi được 1.000 km thì cũng chỉ được 10 lít thôi. 1 vạn thì cũng được 100 lít, tính ra loanh quanh 2 triệu mấy. Không phải là nhiều. Nhưng mà nếu như tính trên đơn vị triệu với cả chục triệu xe trên thế giới thì mình nghĩ con số đấy là khá là khổng lồ. Chưa kể cái lượng khí thải xả ra môi trường nữa. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Và làm thế nào để lái xe tiết kiệm nhiên liệu thì mình xin chia sẻ như thế này. Điều đầu tiên là để mà tiết kiệm được nhiên liệu thì theo mình là tốt nhất là không nên lái xe ra đường. Xe đứng yên thì chắc chắn không đốt nhiên liệu rồi. Nói vui vậy thôi, tuy nhiên là khi mà để mà lái một chiếc xe có cái cách lái tiết kiệm nhiên liệu thì mình nghĩ là chia thành các cái yếu tố như thế này. Điều đầu tiên là mình phải có những cái tinh thần lái tiết kiệm nhiên liệu đã. Ví dụ mỗi khi sau vô lăng như thế này thì chúng ta thật cảm giác thật là thoải mái, thả lỏng người, lái nhẹ nhàng, không phải chạy quá nhanh. Ví dụ như nếu mà chúng ta đang đi đều như này mà về số lại đạp hịch. Anh ngồi bên cạnh là giật đùng đùng. Bản thân người chúng ta còn đó. Người còn giật như thế này thì xe nó còn phải chịu nhiều các cái ảnh hưởng khác và sẽ tăng cái mức tiêu thụ nhiên liệu hơn. Và hãy lái mềm mại, thoải mái như chăm con nhá, như chăm con. Thì đối với một cái mẫu xe như cái mẫu xe Excel mình đang cầm lái này ấy, thì ví dụ mình đang chạy này, các bạn có thể thấy nhá, tốc độ 80 km/h, mình sẽ sử dụng cruise control. Vâng, bước đầu tiên với một cái đường thoáng, đường cao tốc thì mình sẽ sử dụng ngay cruise control cài đặt, sẽ rất nhàn. Và các bạn cũng có thể thấy qua màn hình là vòng tua máy nhé các bạn, vòng tua máy bây giờ là chỉ có 1.250, hơn một tí thôi. Nhưng mà mình có một cái mẹo hay đi thi tiết kiệm nhiên liệu ạ, từ nhiều năm trước rồi hay thi các cuộc thi của Honda thì mình lại trừ đi một cái con số nữa đấy, vòng tua nó lại thấp đi một tí. Thì trong khi quá trình thi tiết kiệm nhiên liệu thì sẽ phải sử dụng rất là nhiều mẹo đó. Thì cruise control này và cái cách tìm hiểu xem cái vòng tua máy tối ưu đối với những cái tốc độ tối ưu của xe mà nó đốt nhiên liệu ít nhất trong khi di chuyển đều nhất, êm nhất thì sẽ tiết kiệm được nhiên liệu đó. Thực sự Excel này là cũng là một mẫu xe khá tiết kiệm đấy. Đó, hoặc là mình đẩy ga lên như thế này, mình sẽ tăng từ từ, tăng từ từ đấy. Thậm chí 100 km/h với mẫu xe này thì cũng chỉ có khoảng hơn 1.700 một chút thôi. Tuy nhiên với Excel thì mình sẽ lựa chọn tốc độ 79 km/h. Đấy là tốc độ mình đã thắng Tuấn Trọc trong một cuộc đua giữa hai chiếc Excel với nhau. Đó, và nếu như các bạn đã từng xem rồi thì sẽ thấy được hai mẫu xe chúng tôi đua thì một mẫu có loanh quanh hơn 5 lít. Mình nhớ không nhầm khoảng 5,4 với cả 5,6 gì đấy. Rất là ít. Rồi, cái bước thứ hai trên đường cao tốc thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta hãy duy trì một cái khoảng cách an toàn với xe phía trước. Và đừng có bám đuôi. Cứ đạp gà này bám. Ôi, xe phanh trước. Nó đèn đỏ phát lại đâm nó bụp cái như ông này bên này lại giật thì rất là vừa nguy hiểm lại vừa không tiết kiệm nhiên liệu. Ví dụ xe này là mình cứ đều 80 thôi. Vâng, các anh đi nhanh thì cứ về trước, mình về sau 5 phút thôi, không sao cả, nhưng lại tiết kiệm được lít. Vâng, nửa bát phở đấy. Rồi, 79 nha, đẹp chưa? Lúc nãy 80 thì bây giờ 79 lại còn sát về 1250 luôn. Đua 1250 đấy, êm lắm. Rồi.
Thông thường thì khi mà các cái xe trước giảm tốc thì mình cũng có thể giảm tốc ngay bằng phanh cho nó an toàn, sau đấy mình lại tiếp tục sử dụng cruise control. Đó, thì nó sẽ duy trì khá là ổn. Và khi mà tăng tốc thì chúng ta cũng tăng tốc đều đều thôi. Đấy, tăng tốc đều lên, nhẹ nhàng. Đấy. Và với những cái mẫu xe có cái chức năng hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu như Trail này chẳng hạn, các dòng xe Honda cũng hay có, và các dòng xe của Hàn bây giờ cũng rất nhiều, Merc rồi vân vân đều có chức năng Eco hết, thì chúng ta hãy bật cái chức năng Eco lên. Như vậy về cái phần tối ưu về động cơ, về chế độ full, về chế độ hoạt động của động cơ, vân vân, về cái chuyển số nó sẽ chậm hơn đó, thì nó không gắt. Đấy, như vậy sẽ êm ái mượt mà và ai đi cũng thích. Thì đấy là cái cách mình đi trên cao tốc. Cái thứ hai là mình cũng trong quá trình thi tiết kiệm nhiên liệu trước đây ấy, thì mình cũng không bao giờ mình về N để thả trôi cả. Thông thường những cái dòng xe hiện đại ngày nay như các dòng xe Honda mình thi nhiều ấy, thì mình sẽ biết được cái hệ thống là nó có cái fuel cutoff control. Tức là khi mà thả trôi dốc như thế này thì gần như là mức nhiên liệu nó cắt về không luôn, cái động cơ nó tự điều chỉnh. Thậm chí bạn để N thì vẫn phải nổ theo cái chế độ là không tải, vẫn phải tiêu thụ nhiên liệu, nhưng mà thả trôi cưỡng bức như thế thì động cơ nó tự hiểu. Xe bây giờ nhiều xe thông minh lắm, cho nên chúng ta hãy hiểu về một chiếc xe để có những cái cách lái tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đấy, đi rất đều ạ, đi đều luôn, cứ cruise control mà dã thì yên tâm, hãy trừ đi một tí yêu luôn. Và khi di chuyển đều rồi thì ví dụ những cái màn hình này thì nó quá to. Đấy, hệ thống điện này, nó tiêu thụ nhiều năng lượng thì không có nhu cầu nghe nhạc thì thôi cũng tắt đi để tập trung lái xe. Mà lại tiết kiệm năng lượng. Đương nhiên rồi, điện năng từ động cơ mà sinh ra thì sẽ cũng ảnh hưởng tới mức tiêu thụ nhiên liệu. Cái thứ hai nữa, tiếp theo nữa là cái hệ thống điều hòa này. Chẳng hạn hôm nay ví dụ trời đông mát mẻ thì không cần bật nhiều gió quá, bật một gió thôi, chọn nhiệt độ đó vừa phải thôi. Ông này bên ngồi bên cạnh thì thôi, không phải của mình, quân địch thì cho nóng lên một tí cũng được nếu mà tắt được thì tắt luôn bên vùng đấy cho tiết kiệm nhiên liệu. Mình nói vui vậy thôi, chứ còn về cái vấn đề sử dụng điều hòa cũng vậy, chúng ta lựa chọn cái nhiệt độ phù hợp, mức gió phù hợp, chế độ phù hợp thì cũng sẽ giảm được cái mức tiêu thụ nhiên liệu thưa bạn. Ngoài ra khi đi trên cao tốc thì để tiết kiệm thì mình hạn chế bớt dùng còi, ví dụ dùng như này pem 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 pem, rồi lại đá pha như này pem 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 để vượt. Đấy, các bạn có thể thấy không, thì những cái này nó tạo cái sự bực bội vừa vội vàng cho chính người lái, rồi là cũng tiêu tốn điện năng, còi cũng là điện, đèn cũng là điện, tất cả cái gì liên quan đến điện đều tốn công suất của động cơ hết, và từ đó tăng cái mức tiêu thụ nhiên liệu lên đó. Và đặc biệt là những cái hành vi như còi pem 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 rồi pha pem 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 pem, thực sự nó quá xấu luôn trong lái xe. Hơn nữa lại có rất nhiều xe đi trên đường lại cứ bám đuôi, lại cứ bấm liên tục như thế, thực sự là khó chịu. Ở nước ngoài thì nếu như bạn bám đuôi như vậy thì cũng rất có thể người đi trước sẽ gọi cho cảnh sát, bởi vì là họ hiểu rằng kiểu như là bám để ám sát hay có những cái hành vi gì không an toàn cho người ta, gây nguy hiểm cho người ta. Và thưa các bạn, ngay cả cái việc mà chúng ta lựa chọn cái len đường cũng vậy, vô lăng này, trợ lực điện nha các bạn, đánh lái nhiều nó cũng tốn nhiên liệu chứ cũng không phải đùa đâu đó. Cho nên khi mà chúng ta lựa chọn cái tốc độ phù hợp, ví dụ như mình đang đi ở cái 80 như thế này nhá, thì mình sẽ chuyển vào cái làn tốc độ thấp hơn để nhường cho những cái xe chạy tốc độ cao đó. 80 êm ái rồi, nhẹ nhàng, cứ đều thế thôi, tiết kiệm được bát phở rồi đó. Ngay cả đi review này cũng vậy, cũng phải tiết kiệm lắm, chứ không tốn xăng lắm. Rồi, vâng, bọn trên cao tốc mất một chút thời gian thôi, mấy chục phút thôi thì lại về với Hà Nội. Vâng, Hà Nội đêm trở gió, và bây giờ là 17:32, chuẩn giờ cao điểm luôn. Thưa bạn, làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu nhỉ? Vâng, với cái mật độ giao thông như thế này, xe nối đuôi nhau, xe máy len lách thì bây giờ làm sao? Thôi, chỉ có gì nhé, nhất một cách là
bật chế độ tiết kiệm nhiên liệu thử các bạn. Bật lên. Ôi, làm nào để tiết kiệm nhiên liệu nhỉ anh em? Bây giờ thì đang ở ngã tư Hoàng Minh Giám và Trần Duy Hưng, đèn thì vẫn xanh. Nhưng mà cứ nhích từng bước. À có một cách, ngay bên cạnh này các thưa các bạn. Mình đưa chiếc xe này lên, thuê cứu hộ đưa về là tiết kiệm nhiên liệu nhất. Và vui vậy thôi chứ không ai đi làm chuyện đấy cả. Thực tế là với cái mật độ giao thông vào cái giờ cao điểm như thế này thì phải nói là mình bó tay luôn. Thì làm nào để lái xe tiết kiệm nhiên liệu vào cái thời gian cao điểm? Rất mong là anh em tư vấn giúp mình nhá. Thực sự là chưa có cách nào đâu, mình chưa có một cái cách nào cả. Phải nhờ 500 anh em là tư vấn bằng cách comment thật nhiều bên dưới clip giúp mình. Còn bây giờ thì chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành và luôn luôn an toàn sau vô lăng.